rất là giỏi luôn, nhìn là không biết luôn á. Nè các bạn, rồi ok, mến chào quý anh chị và cô bác đã quay trở lại với kênh Youtube Miền Tây. Tại hiện tại mình đang ở phía sau vườn nhà mình các bạn. Thì mình đi ra xa vườn á, mình thấy phát hiện ra một con rắn lục cườm các bạn. Thì mình quay về các bạn nhìn thử thấy không nha. Nó ngụy trang rất tinh vi luôn các bạn. Vô tình á thì mình đi ra thăm vườn, mình phát hiện ra nó các bạn, để mình quay cho các bạn xem. Đây, thẳng cái hướng camera của mình ha. Đó, anh đang nằm trên ha. Đó, rồi các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy. Đó. Con rắn này nó cũng bự nha các bạn. Nó đang thả mình xuống này, nên mình đi vòng lên cho các bạn xem. Mình thấy có cái dấu nó lột da quá trời đây nè các bạn. Nên mình mới đây nè, nó lột da nó treo lủng lẳng nè. Đây nè, nó lột da đây nè. Đó, da anh lột. Đây là da rắn nè, nghe nó lục cườm. Mình để ý mình dòm mình thấy thì ảnh đang nằm đây nè. Mình quay cái đầu ảnh cho bạn xem nha. Đây các bạn. Làm ngụy trang rất tinh vi luôn nha. Con này cũng lớn nè. Con này thì nó nói chung nó cũng nguy hiểm lắm. Các bạn mà đi vườn các bạn không khéo ha, không để ý các bạn sẽ đây nó cũng to lắm. Các bạn dưới dễ bị chút nó dính nó lắm các bạn. Cái đầu dập lép luôn, cái này thì nó không nguy hiểm luôn. Cái này nó không có độc, nhiều người nói không có độc nha. Đây, thì các bạn, thì đây cái loại rắn lục cườm này ha, thì nó ăn chủ yếu là những con loài động vật bò sát nhỏ nha, như là thằn lằn hay là tắc kè nó cũng ăn được ha, hay là những cái loài chuột nhỏ nha. Đó, con này cũng dạng là con lớn rồi nè các bạn. Đây là con này thì nó không có nguy hiểm, mình theo mình được biết thì nó không có nguy hiểm, nhưng mà kiểu là con có con rắn lục xanh á, còn nó mới nguy hiểm. Con này người ta kêu là con rắn lục cườm. Quay vô rồi, quay gần cho bạn xem nha. Đuôi ảnh rất dài luôn. Nói chung là mình cũng thường hay bắt rắn các bạn, nhưng mà loài rắn này nó bảo vệ, nó bắt chuột nhiều nên mình giữ nó lại, với lại nó không có nguy hiểm nữa các bạn, nên mình sẽ giữ lại không có hại nó nha các bạn. Con này dài khoảng chừng khoảng 2 mét mấy á. Đây để mình bắt cho bạn xem nè. Nó đang ăn con chuột. Con này cũng chậm nha các bạn.
trước mình bắt được con gắn hông ngựa gần 900 g các bạn, nó ăn ngoài ruộng á, đang ăn con chuột con. Nè, nó ngụy trang vô cái lá rất là giỏi luôn, nhìn là không biết luôn. Sống chủ yếu trên mấy cái cây xanh trong vườn này các bạn, mít nha. Cái lò này sống ở đây rất nhiều nha, khoái ăn chuột cũng nhiều các bạn. Rồi thôi mình sẽ thả nó đi các bạn ơi. Rồi chắc mình xin phép dừng video đây ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nha. Mình sẽ thả nó đi. Nó lú đầu. Nó rung rung rung. Nè các bạn. Rồi, đi luôn ạ. Rồi, chào các bạn nha.